Bộ Y tế cũng vừa hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý người nhập cảnh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 với 63 tỉnh, thành phố. Phần mềm với hệ thống quản lý tờ khai y tế tại các cửa khẩu, sân bay nhằm giúp cơ quan chức năng chủ động nắm được lịch trình của hành khách trong nước và quốc tế khi du lịch tại Việt Nam. Đặc biệt đối với hệ thống quản lý tờ khai y tế có một số điểm khác biệt với người nhập cảnh như hành khách khai báo xong sẽ có mã truy cập và mã QR code riêng. Mã này có thể sử dụng tại các cửa khẩu, cơ sở cách ly và xuất trình cho các cơ quan có thẩm quyền.